Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cái card visit nó như thế này. Sau khi làm xong thì nó sẽ như thế này đây. Và cái này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Thì cái phần mềm mình đang dùng là Photoshop CC 2019 nha. Rồi đầu tiên thì các bạn vào file New, chúng ta tạo một file mới. Ở đây thì mình sẽ cho nó về là cm này, hoặc các bạn cho nó là mm nha. Rồi cái này thì các bạn sẽ cho nó là 90, và cái chiều cao thì các bạn sẽ cho nó là 55. Cái này thì các bạn sẽ cho nó là pixel trên cm nha. Rồi các bạn cho nó lên 300. Cái color mode này thì các bạn sẽ cho nó là cmyk, và chúng ta nhấn click. Rồi đối với những cái phiên bản Photoshop CC 2019 trở hay phiên bản là CC trở lên thì nó có cái thằng Artboard này này, Artboard Tool này, các bạn click vào đây thì các bạn sẽ bôi một vùng nó vừa bằng với cái kích thước mà mình mới tạo ra. Các bạn bôi như thế này, rồi các bạn click vào dấu cộng ở đây này, các bạn click vào thì nó sẽ ra hai cái artboard như này. Và trên hai cái này thì mình một cái là mình sẽ làm mặt trước và một cái mình sẽ làm mặt sau. Ở đây thì mình sẽ đặt tên cho nó luôn này. Bên này là mặt trước này. Đó. Rồi bên này là mặt sau này. Nhấn Enter này. Rồi tiếp theo, rồi các bạn click chọn vào cái thằng mặt trước này này. Rồi các bạn sẽ dùng thằng Rectangle Tool. Các bạn vẽ một hình chữ nhật nó như thế này, và ở trên này thì các bạn nhớ chọn lấy thằng sharp này nha. Rồi cái fill này thì các bạn sẽ cho nó là màu đen này. Rồi cái trắc này thì các bạn tắt nó đi. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ cho logo cũng như các bạn ghi nội dung vào. Thì cái logo thì mình có sẵn một cái logo ở đây rồi, và mình sẽ dùng cái phần mềm Illustrator, mình sẽ mở nó lên. Cái logo này thì mình có đào trên trang freewix.com nha các bạn. Đây này, cái trang này này, các bạn vào cái trang này là có nha. Các bạn nhập từ chữ logo đến ô tìm kiếm là nó ra nha. Rồi các bạn chờ nó chút xíu. Đó, ở đây mình nhấn close này. Rồi các bạn bôi tròn như thế này. Rồi các bạn nhấn Ctrl C. Ở đây thì rồi các bạn bôi một vùng như thế này, chúng ta nhấn Ctrl C. Rồi qua bên này thì các bạn nhấn Ctrl V. Các bạn chọn Smart Object nha. Chúng ta nhấn OK. Rồi các bạn ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta thu nhỏ nó lại. Các bạn đưa nó lại đây. Rồi các bạn nhấn Enter. Rồi các bạn để ý này. Thì trong cái quá trình làm việc của mình thì ở đây thì mình sẽ làm những cái chi tiết như thế này này, như logo rồi nội dung này. Mình không có đặt sát bên ngoài này nha. Đó, các bạn đặt lùi nó, cho nó lùi vào phía trong này. Ở đây thì nó các bạn lưu tầm cho nó là 0,5 cm đi nha. Đó, các bạn lưu vào như thế này. Ở đây thì mình sẽ nhấn Ctrl T và mình thu bé nó lại chút xíu. Chúng ta nhấn Enter. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ dùng Pen Tool này. Chúng ta click ở đây một điểm này. Các bạn dùng Pen Tool này. Các bạn click vào đây này. Rồi chúng ta ấn giữ phím Shift. Rồi ở đây thì cái tróc này thì mình sẽ cho nó là màu trắng này. Cái
size thì mình sẽ cho nó là 10 pixel nha. Rồi nếu các bạn thấy nó hơi bé thì mình có thể cho nó lên là 15. Ta nhấn Enter này. Nó hơi cao thì các bạn nhấn Ctrl T và chúng ta kéo nó xuống. Các bạn nhấn Enter này. Ở đây thì cái logo này thì mình sẽ cho nó đến Ctrl T này. Mình sẽ phóng to nó lên này. Rồi các bạn nhấn Enter. Rồi tiếp theo thì các bạn ghi nội dung như này vào. Đầu tiên thì các bạn dùng Rectangle Tool nha. Các bạn ấn giữ phím Shift, chúng ta vẽ một hình vuông như thế này. Rồi cái màu này thì mình sẽ tắt nó đi. Cái trốc này thì mình sẽ cho nó là màu trắng. Cái size thì mình cho nó là 8 pixel thôi. À. Rồi tiếp theo thì các bạn dùng cái phần mềm này này. À, các bạn dùng cái phần mềm này này. Các bạn mở nó lên này. Rồi ở đây thì nó cái phần mềm này là nó tổng hợp những cái icon cho các bạn nha. Rồi đây thì các bạn chỉ việc click vào đây, các bạn kéo nó qua đây. Rồi các bạn ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta thu nhỏ nó lại. Rồi các bạn nhấn Enter và chúng ta đưa nó lên đây. Rồi ở đây thì các bạn click phải chuột này trên cái layer này này. Đó, các bạn chọn Blending Option. Trong cái mục Color Overlay này thì mình sẽ cho nó là màu trắng nha. Ta nhấn OK. Rồi các bạn có thể nhấn Ctrl T và chúng ta thu nhỏ nó lại chút xíu. Bạn nhấn Enter này. Rồi ở đây thì các bạn sẽ dùng Tile Tool nha. Đó, chúng ta ghi cái số điện thoại của chúng ta vào. Ở cái size thì mình sẽ cho nó là 6 pixel thôi. Cái phông chữ thì mình sẽ cho nó là UTM AVO nha. Rồi các bạn có thể nhấn Ctrl G, chúng ta nhấn Ctrl T. Các bạn cầm, các bạn kéo nó xuống như thế này. Các bạn nhấn Enter này. Đó, ở đây thì các bạn sẽ chọn cái layer này, này. Các bạn ấn giữ phím Shift. Đó, chúng ta chọn 4 cái layer này, chúng ta nhấn Ctrl G. Đó, nó sẽ như thế này. Rồi tiếp theo các bạn nhấn Ctrl G, chúng ta tiếp tục nhân đôi cái group này lên. Và các bạn nhấn Ctrl T, chúng ta cầm, chúng ta kéo nó xuống như thế này. Rồi ở phía dưới này thì các bạn sẽ ghi cái email cũng như là cái website của mình vào nha. Rồi các bạn click chọn vào cái này này. Các bạn nhớ click vào cái thằng Auto Select này nha. Đó, các bạn click vào này, nhấn Delete này. Rồi các bạn dùng cái phần mềm này. Ở đây này, cái mail này, mình cầm mình kéo nó vào này. Đó, các bạn nhấn giữ phím Shift Alt. Rồi mình đưa nó vào trong này. Rồi các bạn nhấn Enter. Rồi ở đây chúng ta click file chuột này. Các bạn chọn Blending Option. Đó, mình sẽ tô cho nó là màu trắng. Và mình bây giờ mình sẽ thay đổi lại cái nội dung. Rồi tiếp theo thì mình cũng sẽ chọn cái group này này. Đó, các bạn nhấn Ctrl G. Rồi các bạn nhấn Ctrl T, chúng ta đưa nó xuống đây. Rồi ở phía dưới này thì mình sẽ ghi cái địa chỉ của mình vào. Thì ở đây thì mình sẽ vào cái phần mềm này. Đây này. Click vào đây mình xóa lại đi, nhấn. Đó, các bạn nhấn Delete này. Rồi mình cầm cái icon này, mình kéo nó vào này.
Các bạn ấn giữ phím Shift Alt này. Rồi chúng ta đưa nó xuống đây. Bạn nhấn Enter nha. Rồi các bạn click file chuột chuẩn bị Lee option trong cái mục color này này. Mình cũng sẽ tô cho nó là màu trắng nha. Chúng ta nhấn OK này. OK. Rồi tiếp theo thì các bạn xích nó lên đây này. Rồi ở đây thì các bạn thay lại cái nội dung ở đây đi. Các bạn ghi nội dung nó như thế này. Rồi tiếp theo thì các bạn ấn giữ phím Shift chọn ba cái group này nha. Rồi đây thì các bạn click vào đây này. À, thì nó sẽ tự động nó cần đều cho mình. Đây các bạn có thể nhấn Ctrl T. Bạn đưa nó xuống đây. Và đây thì mình có thể phóng to nó lên chút xíu nha. À. Ở đây thì mình sẽ nhấn Enter này. Rồi như vậy thì mình đã xong một cái mặt trước rồi. Bây giờ thì mình sẽ chọn vào cái thằng mặt sau này này. Thì cái phần mặt sau này thì nó sẽ đơn giản hơn. Thì các bạn sẽ dùng Rectangle Tool. Chúng ta vẽ một cái hình như thế này. Rồi các bạn sẽ tô ở đây là màu đen này. Đó. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ copy cái logo này. Rồi các bạn nhấn Ctrl V dán nó vào. Đó, chúng ta nhấn Enter luôn. Rồi các bạn có thể thêm một số cái hình. Đây thì mình sẽ thêm hai cái hình. Đây mình sẽ thêm hai hình này. Đó, nó như này, các bạn nhấn Enter này. Rồi sau khi làm xong thì các bạn sẽ vào file này, các bạn vào export này. Ở đây thì mình sẽ vào thằng đây này, các bạn sẽ vào thằng export PDF này. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cái nơi lưu này, và mình lưu ngoài rồi đây thì mình sẽ đặt tên này, in này. Rồi, ở đây thì các bạn kéo nó lên 12 luôn nha. Các bạn nhấn Run này. Nào, các bạn để cho nó chạy như thế này. Rồi, chúng ta nhấn OK này. Rồi các bạn vào cái thứ mục mà các bạn lưu. Đây, nó có file này này. Đó. Rồi các bạn có thể gửi cái file này đi qua cho nhà in nha. Thì người ta sẽ in cho các bạn. Hoặc các bạn có thể các bạn lưu cái file gốc này lại luôn. Các bạn vào file này. Các bạn lưu này. Save này. Rồi đây thì các bạn sẽ lưu tên là các bạn lưu nó lại và các bạn gửi cái file này cũng như là cái file PDF qua cho nhà in là được thôi nha. Rồi các bạn nào mà có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại bình luận để sẽ giải đáp nha. Nếu thấy hay thì like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi cảm ơn các bạn nhiều.